Cảm ơn anh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài ABC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự cùng với bình luận gia Lý Đại Quyên và cảm ơn anh phụ trách. Cảm ơn xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Quyên và mời ông có thể chào chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay không? Cảm ơn các bạn, chào quý vị. Kính thưa quý vị, thì trong phần đầu của chương trình chúng tôi bước ngay vào cái tin tức mà có thể nói là rất là nhiều lần mà chúng tôi đã đề cập tới vấn đề này cũng như là toàn thế giới đang chờ đợi cái tin này. Thì chúng ta biết là ngày 12 tháng 7 vừa qua thì tòa án trọng tài quốc tế Liên Hợp Quốc đã xử cái việc mà Philippines là đã kiêng Trung Cộng, thì hoàn toàn là rất là nhiều người đã lần định trước là sẽ bất lợi cho Trung Cộng. Thì kính thưa vị luận gia Lê Đại Nguyên, xin ông có thể sơ lược những cái phán xử của tòa án trọng tài quốc tế và trong tương lai sắp tới đây cái gì sẽ xảy ra thưa ông? Cái tòa án trọng tài quốc tế họ ra phán quyết như vậy là họ có 497 trang. Nó dài lắm, nó không thể ai đọc hết được cả. Người tóm tắt lại chỉ có những cái việc chính như là 5 điểm như thế này. Thứ nhất là cái gọi là cái mà lịch sử của Trung Cộng về với cái đảo đó thì không có. Về tất cả các người ngư dân, cái người đến các đảo đó, rất nhiều quốc gia đến những các hòn đảo nổi ở trên cái mặt biển Đông đó, rất nhiều quốc gia đến đó và họ ra đi. Không phải là một Trung Hoa không mà thôi. Chúng ta nghe thấy rằng ngay cái tên gọi của các đảo đó là người Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha ta gọi tên, người Pháp ta gọi tên. Những tên mình thấy nghe và gạc ma cái gì đó. Thì có phải là của Trung Cộng không? Tôi chưa thấy cái tên nào là của Trung Cộng hết, của Trung Hoa hết. Sau này Trung Hoa đặt là ôi Nam Sa, Trung Sa rồi Tây Sa nọ kia. Còn đích thực ra Việt Nam sau này là Hoàng Sa, Trường Sa, người Việt Nam đảo Ba Bình của Việt Nam đặt tên, rồi cuối cùng là Hải Loan đặt tên đảo Thái Bình, đại khái như vậy. Tất cả những cái tên của các cái đảo ở Biển Đông á, thường là tên ngoại quốc, tên của Tây Phương. Cho nên người Tây Phương có đến đó bây giờ họ nhận chủ quyền họ à? Có lý gì mà anh đi qua rồi anh vào không nhận? Mà đích thực ra người ta đấy là lịch sử. Và họ phủ quyết cái vấn đề mà Trung Cộng gọi là lịch sử của Biển Đông, của anh không có. Thứ hai, tất cả hòn đảo ở trên Biển Đông, kể cả hòn đảo lớn nhất là đảo Ba Bình, tức là đảo Thái Bình, cũng có nước ngọt, về đem nước từ bên ngoài vào. Và trong cái gọi là luật của Liên Hợp Quốc thì những cái đảo đó không tự nuôi sống người dân, thành ra nó có thể là đảo mà anh nào chủ quyền được cả. Nếu mà có người bây giờ đang sống ở trên đó thì chỉ có 12 hải lý nội thủy để bảo vệ an ninh cho người ta thôi, không có đặc quyền kinh tế, tức là không 200 hải lý đặc quyền kinh tế. Tất cả các đảo trên Biển Đông đều không có. Tất cả các đảo đó nằm ở trong phạm vi của các thềm lục địa của các quốc gia đối diện như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaya, tất cả họ có thềm lục địa 200 hải lý. Và họ đi xa nữa, nếu mà chưa gặp cái bậc sâu thầm thảm sâu thì họ đi xa nữa được, mà 300 hải lý hay 350 hải lý. Nếu gặp các nước khác gần chó thì nó chen nhau thì họ chia đôi. Đó là về địa lý dư như vậy. Còn về Trung Cộng đó, nhận cái chủ quyền đó, đắp cái đảo, họ đã lên án là đây là một phá hoại biển, cái môi trường. Về môi trường, phá hoại các cái rào san hô. Mà các rào san hô là gì? Là cái nơi nuôi sống sinh vật biển mà anh đã phá hoại như vậy. Thì vấn đề đặt ra là cái đường lưỡi bò đó không phải là của Trung Cộng. Cho nên rằng bây giờ hiện tại đến lúc này thì tòa án trọng tài quốc tế dùng một cái kéo 497 trang để cắt đứt cái đường lưỡi bò của Trung Cộng. Nhưng mà chúng ta biết là Trung Cộng ngay cái trước khi cái phán quyết này ra là họ nói là họ đã không nhận cái phán quyết này. Thì theo ông, áp lực của quốc tế của Hoa Kỳ có đủ mạnh để bắt Trung Cộng làm một cái gì đó không thưa ông? Không, họ không có áp lực gì được cả. Họ vì đến trọng tài quốc tế họ có cái gọi là cưỡng hành. Thành ra vấn đề đặt ra là dư luận mà thôi.
khi một cái tòa án trọng tài quốc tế họ đã có hơn 100 năm nay họ làm chủ, họ liên tục, mà đây là sau này thành Liên Hợp Quốc nhận vào trong tòa án để phán quyết trên tranh chấp trên biển, trên lục địa, tất cả cái tranh chấp như vậy trên quốc dân. Thì đây là một cái tòa án nó gọi là phán quyết công lý. Khi cái công lý họ không chấp nhận Trung Cộng là có quyền hợp pháp ở trên cái đường đấy bỏ đó, thì Trung Cộng sống bất hợp pháp, anh làm bất cứ việc gì cũng là bất hợp pháp ở trên vùng đấy bỏ đó. Thì bây giờ thì anh hung hăng lên đó, thì anh trở thành cướp biển mà thôi. Thì đứng về chính nghĩa thì Hoa Kỳ hay là không có, đó là, không có đó là phán quyết là luật. Anh còn chơi theo luật quốc tế không? Anh có chấp nhận công pháp quốc tế, anh chơi với luật quốc tế không? Thì người ta nhận anh là một quốc gia mà gọi là có chính nghĩa, có trọng tôn trọng luật pháp quốc tế. Còn khi anh không chấp nhận, tức là anh một cái nước hung đồ, một nước hung đồ thì người ta coi là bất hợp pháp. Mà bất hợp pháp mà anh ngoài biển anh có hung hăng anh đi anh cướp chỗ nào kia, tức là đến cướp biển. Chúng ta biết là cái sự hung hăng của Trung Cộng thì không, trong một vài năm vừa qua thì cả thế giới biết rồi, nhưng mà theo bình luận sao đến Đại Nguyên, một cái những cái hành động tiếp nối sau cái phán quyết này của Trung Cộng, một cái hành động gì mà để cho Hoa Kỳ cũng như là các nước khác như Nhật Bản hay là Philippines có cơ sở để mà chống lại Trung Cộng thôi? Cơ sở thì có rồi. Khi luật pháp nó ra thì luật tòa án quốc tế ra như vậy, tức là luật không nhìn nhận Trung Cộng có chủ quyền. Mà cái chủ quyền đó, ngày Mỹ họ nói thẳng tôi không tránh cho chủ quyền. Người Mỹ không tránh chủ quyền, chỉ gọi là đường quốc tế đi thì tôi chỗ anh cản trở không được. Đấy là của nước Mỹ, của giao lộ của chúng tôi, em thể cản trở được. Thì giao lộ quốc tế ở trên Biển Đông là giao lộ quốc tế. Anh thể cản trở được, và anh không thể nhận chủ quyền để anh cản trở được. Bây giờ anh nhận chủ quyền, anh nhận bậy. Thành vấn đề đặt ra là đứng trên công pháp quốc tế thì Trung Cộng không có chủ quyền, nhưng mà không được phép cản trở việc lưu thông của Hoa Kỳ. Anh mà cản trở lưu thông thì chúng tôi anh có biện pháp. Đặc trường hợp nếu mà Trung Cộng tiếp tục khơi những cái đảo như vậy, đặt những cái cơ sở rồi hỏa tiễn tới những cái đảo mà họ khơi, thì phản ứng của Hoa Kỳ sẽ như thế nào thưa? Họ sẽ có phản ứng. Và họ tuyên bố rõ ràng là Quốc hội Hoa Kỳ họ đã ra một quyết nghị, tất cả thượng hạ viện, cả Dân Chủ Cộng Hòa ra quyết nghị Biển Đông và giao lộ quốc tế không được ai quyền cản trở Biển Đông cả. Và lực lượng Hoa Kỳ họ vào Biển Đông, hiện tại có hai cái tàu không, tàu hàng không có hàm ở vào đó, sẵn sàng để mà gọi là mở giao lộ, anh mà cản trở không được. Nếu anh cản trở thì bị tất là biển. Nhưng mà Trung Cộng không dạy gì để mà đụng độ. Cho nên rằng họ vẫn phải hung hăng. Nếu hung hăng thì ra Cộng Bình sẽ thua ngay. Bắt buộc phải hung hăng thôi. Không cách gì hung hăng được. Nhưng mà hung hăng đây cách một cách có chừng mực. Và hung hăng bây giờ là không dám hung hăng về phía Philippines, mà chỉ hung hăng về phía Việt Nam. Nhắc đến Việt Nam thì chúng ta biết là ngay sau cái phán quyết này ra thì hai ông thượng nghị sĩ, trong đó có ông John McCain, cũng khuyên là Việt Nam nên đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa bằng cái việc kiện Trung Cộng. Thì theo ông, chúng ta biết là trong bao nhiêu năm nay họ không thể nào dùng quân sự để đòi lại Hoàng Sa Trường Sa, tại sao không lấy cái dịp này để mà đem kiện Trung Cộng? Bởi vì nó đã khóa miệng, Việt Cộng nó khóa miệng. Hồ Chí Minh sai Võng Nguyên Giáp, sai Phạm Văn Đồng ký cái công ước nhìn nhận cái 12 hải lý của Bắc Kinh. Như vậy tức là Hồ Chí Minh là Hồ Quang, là từ người Tàu, nó khôn lắm, nó không tự ký mà nó bắt Phạm Văn Đồng người Việt Nam ký để nhường cái Hoàng Sa Trường Sa lại cho Trung Cộng. Cho nên bây giờ bất cứ một việc gì mà Trung Cộng Việt Nam nhúc nhích về Hoàng Sa Trường Sa là nó xem nó đem cái bản văn tự nó gắn vào miệng các anh, cái phải nói được. Cái văn tự nó có chính thức, có hợp, có legal, có một. Bởi vì nó chính thức. Nhưng mà truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng. Tôn trọng Hồ Chí Minh, thờ Hồ Chí Minh mà. Thờ anh Hồ Quang, thờ anh Tàu.
mà giờ nó lấy cái nước mình rồi thì mình làm sao bây giờ phải đốt cái xác đi để trả nó về cho Trung Cộng. Thứ nhất, thứ hai là phải giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam đi, vì nó không có truyền thông nữa. Thì giải quyết những vấn đề đó, không bao giờ nó cứ đem ra nó rét và mời anh đòi Hoàng Sa Trường Sa. Không, bố anh đã gửi đây này, bố anh đã viết văn tự bắt nước. Thì chỉ khi nào chế độ cộng sản sụp đổ thì lúc đó mình mới có cái thời, có cái thời có cái... Nhưng mà bây giờ đấy, nếu mà Nguyễn Phú Trọng dám làm, cương quyết làm thì là vẫn làm được. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ chương trình, và mời quý vị trở lại phần 2 của chương trình Nhận Được Thế Sự trong ngày hôm nay.